Ok, hello mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Thì ở trong video trước của chúng ta thì chúng ta đã gọi là sao nhỉ? Gọi là tìm hiểu về cái cấu trúc rồi đúng nhỉ? Đây này, nó đây này. Đấy. Cái cấu trúc này thì chúng ta đã tìm hiểu rồi nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào nhá. Thì vào video cuối cùng của cái section 1 này. Getting started. Thì do là video trước chúng ta ấy gọi là cách một video ấy thì chúng ta đã dùng ví dụ đúng không, nhưng chúng ta lại dùng nó ở trên cái trang code online đấy, nhưng nhiều người thì họ lại không thích thế, họ muốn code ở local cơ để họ lưu lại cơ. Một số trang code online thì vẫn cho lưu code nhá, nhưng ý là nói chung là mọi người thích sử dụng local hơn, nó ổn định mà chúng ta chả cần phải phụ thuộc vào web đúng nhá. Đấy, thế thì ở video này chúng ta đã setup local nhá, đúng nhá, hoặc là setup để chúng ta dùng apply đấy nhá. Rồi, thì đấy. Thì để mà bắt đầu mọi người vào phần Get Started nha. Nha, sau đó thì ở đây này chúng ta vào phần Installation nha. Installation. Phần này nói rất nhiều rồi. Thì đây nó có hai cái này này. Thì các bạn download cái nào? Thì như chúng ta nói ấy, thì có ở đây các bạn chúng ta nhìn cái là chúng ta đã biết rồi. Đấy là Development Version nha. Gọi là phiên bản để chúng ta phát triển ấy, dành cho các div, đúng nhá. Thế nhá, bây giờ chúng ta download thôi. Download nhá. Đúng nhá, đấy. Bây giờ nó hỏi chỗ lưu này. Thì giờ chúng ta sẽ vào trong cái ổ chúng ta muốn lưu, được chưa? Đấy. Vào trong phần Vue.js nhá. Rồi chúng ta đã tạo một cái folder này. Đúng không? Chúng ta tạo một folder nhá. Ví dụ như là one lesson, được nhá. Rồi, đấy, bây giờ chúng ta sẽ lưu lại, đúng không? Đấy thì như vậy là trong cái gì ta? Trong cái folder đấy chúng ta là có Vue.js rồi. Bây giờ chúng ta không cần phải mấy cái link kiểu kiểu như này nữa. Đấy nhá, cũng không cần phải unpack it nữa, được chưa nhỉ? Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái folder của chúng ta. Đó là chúng ta sẽ khởi động cái supply tag lên thôi. Để mình khởi động supply tag lên nhá. Đây, supply tag đây. Đây, supply tag đây. Nhà đá, bây giờ chúng ta sẽ open folder. Vào ở D này. Và data programming các bạn để đâu thì mở vào đấy nhá. Vue.js đây, mình mở folder lên lesson. Ok, thì đây cái Vue.js chúng ta đây đúng không? Đấy, giờ mình sẽ tạo một cái file tên là index, đúng nhá, mình sẽ lưu lại sẽ là index.html đúng không? Và trong này chúng ta sẽ tạo nhanh ra à, cái này của mình chưa có cái gì ta, chưa có cái gì nhỉ, cái packet để mà code nhanh là cái gì nhỉ? Thôi cứ tải về đã. Packet control supply tag 3, mình sẽ sử dụng cái trình duyệt bên này nhá. Đây mình sử dụng cái trình duyệt bên này đi. Đây mình sử dụng trình duyệt này nhá. Đây đây các bạn đánh là packet supply tag 3 nhá. Đấy, và các bạn vào đầu này, những bạn nào mà chưa dùng supply tag bao giờ, thực ra thì cái này hơi thường thôi, cứ nói thôi. Rồi sau thì mình cũng chưa làm. Rồi chúng ta sẽ copy sao chép này. Đấy, sau đó xuống đây nhá. Ctrl ngã. Đấy nhá, sau đó paste. Rồi chúng ta reload. Đấy, chờ cho nó chạy. Sau đó chúng ta reload lại. Rồi. Đấy, khởi động lại. Đấy, rồi nó đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ Ctrl Shift P. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ vào trong install package. Đấy. Cái package chúng ta cần đấy là MS để chúng ta tab nhanh ấy mà. Chúng ta có cả Vue, chúng ta có cả Vue.js nữa. Cứ từ nhá. Chờ cho chạy. Ok, đây là nó hiện rồi, MS. Rồi, đây là dưới này nó có dấu bằng chạy loạn sinh ngẫu cả lên này. Nhìn đây nhá. Ok. Chờ cho xong thôi. Và còn video này nữa là xong nhá. Ok đấy, cài xong rồi, nó hiện là xong rồi đấy. Bây giờ chúng ta sử dụng thôi. Khởi động lại phát nữa đi. No. Tại sao lại không tab được ta? Để mình kiểm tra tên. Emmet. Mình muốn HTML5. Tại sao lại không tab được ta? Được rồi, cái đấy mình sẽ fix sau đi. Bây giờ mình sẽ phải làm kiểu này cho mọi người đã, để mọi người
để mọi người phải làm dài video, ok. Đấy, head, sau đó thì có title. Đấy, ví dụ như là view, view dead đúng nha. Đấy, template. Đấy, rồi ok, bây giờ mình sẽ có cái link. Thì link ở trên này là chúng ta sử dụng script nhá. Thì các bạn muốn sử dụng script src này, đấy, rồi chúng ta dẫn vào vue.js. Thì trước là chúng ta sử dụng online, chúng ta sử dụng link đúng không? Bây giờ chúng ta link trực tiếp vào trong cái file chúng ta vừa tải về thôi nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử luôn nhá. Mình sẽ tạo một cái đối tượng đi, tức là div đúng không? Div thăng object đúng không nhỉ? Lại giống ví dụ kia thì chúng ta sẽ có là về nhá. Đấy bây giờ chúng ta rồi, xong này chúng ta sẽ viết script ở đây đúng nhá. Rồi, làm cái việc cũ, new object tạo ra một cái view đúng không? Chấm phẩy. Rồi trong này sẽ có các argument. Đầu tiên là chúng ta sẽ quản lý cái đối tượng nào, sẽ là L. Và chúng ta quản lý đối tượng là object đúng không? Object. Tiếp nữa là chúng ở đây mình đã truyền một cái data, ví dụ rất đơn giản thôi để mà gọi là làm cho nó qua loa thôi mà, nội dung vẫn như cũ đi. Nhá, nội dung vẫn như cũ. Ta chào các bạn đã xem video của mình, đúng nhỉ? Được rồi đấy. Rồi bây giờ các cho nét lại. Bây giờ chỗ này mình sẽ cho hiển thị data. Rồi các bạn tắt cái inner key đi nhá. Chứ cái này là mình vẫn đang để inner key đấy. Rồi các cho nét lại. Rồi mình tắt cái inner key luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ view cái này bằng đây chuột phải này, chọn Open in Browse. Thế chờ chút nha, nó chạy ở trên nó chạy ở bên màn hình bên này của mình rồi. Đấy, mình copy đường link rồi mình chuyển nó sang trình duyệt bên kia. Đấy, tại dùng hai màn hình nên nhiều khi nó cũng bất cập. Đấy, rồi, cái chuẩn paste. Đấy thấy chưa? Nó chạy rồi nhá, chúng ta vẫn chạy được Vue JS như bình thường nhá. Đúng không? Đấy, đây này. Đâu quay trở lại code. Đấy nhá, chúng ta chạy Vue JS như bình thường nhá, đúng chưa? Đấy, còn cái vấn đề về MS thì chắc là do máy của mình thôi. Đấy. Còn mọi người gửi nó ghi đè các cái packet thôi. Còn mọi người thì mà cứ tải sau đó là tab bình thường được đấy nhá. Được chưa? Rồi thì ở trong video sau chúng ta lại sang session 2 nhá. Chúng ta tìm hiểu sâu về các cái cấu trúc ở trong cái Vue.js để chúng ta làm cho dễ nhá. Ok. Bye bye mọi người.